Vâng xin chào tất cả các bác để đến với kênh Audio x bảy Thì ngày hôm nay em lại mới về được một cái lô loa Một thương hiệu khá là nổi tiếng luôn Một thương hiệu dòng loa DAE DAE khá là đẹp luôn các bác ạ Đây dòng loa BAT30 luôn Dòng loa BAT30 rất là đẹp luôn Một màu đen luôn các bác nhá với cái ngoại thất phía bên ngoài đây, em quay sơ qua cái ngoại thất phía bên ngoài cho các bác coi. Tại vì thực sự em chưa có vệ sinh được một cái gì cả các bác ạ. Em chưa vệ sinh, em chưa tú tát rồi Em mới về là đây em xếp lên đây làm quay video luôn cho các bác coi, gọi như quay lên nhá hàng luôn. Phía trước của nó là một cái lớp bông đây lớp bông trắng chống bụi các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn, cực kỳ là mềm mại luôn các bác nhá. Đấy. Nếu như các bác đã từng sử dụng qua cái sản phẩm này hoặc đã từng nghe cái dòng sản phẩm này thì các bác quan tâm thì các bác gọi ngay cho em để chốt đơn luôn. Với một cái mức giá phải nó cực kỳ ưu đãi trên kênh Audio S77 cho các bác luôn nhá. Đây dòng loa rất là đẹp luôn, dòng loa bass 30 với công suất của loa là 450W bác nhá. 450W và độ độ nhạy của nó là là 100 decibel, max của nó lên tới 129 decibel các bác nhé Với giải tần 55Hz tới 20kHz. Đó, với cái cân nặng của cái cái quả loa này lên tới 25kg. 25 kg các bác nhá. Phải nói là với cái cỏ loa này nghe cực kỳ là đầm luôn, cực kỳ là đầm luôn. Em khi nào em vệ sinh em sẽ quay bên trong cái nội thất cho các bác coi luôn. Đó, nếu như các bác đã từng nghe, đã từng sử dụng qua cái dòng DIA này thì các bác cũng biết được cái chất âm cũng như cái tiếng tép của nó nghe cái quả bác cực kỳ là uy lực, cái tiếng tép rất là sáng luôn các bác nhá. Đây số lượng em về cũng không phải là quá nhiều nhưng cũng không phải là ít các bác cứ thoải mái lựa chọn luôn và em hứa với các bác là em sẽ cập nhật tiếp tục tất cả những cái dòng loa mới nhất về cửa hàng em rất là nhiều luôn các bác nhá đây cực kỳ là đẹp luôn đây em quay sơ qua ngoại thất cho các bác coi thì bên em chưa có vệ sinh chưa có tốt tác cũng chưa có dặn dạt một cái gì cả hứa hẹn với các bác là sẽ là một lô loa, loa đẳng cấp tại cửa cho cửa hàng bên em luôn trên kênh audio 77 thì em sẽ công bố và em sẽ cập nhật tất cả những cái dòng loa khi mà mới về cửa hàng em sẽ quay luôn từ lúc chưa vệ sinh tới cái lúc vệ sinh xong và khi nào ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh nhất em sẽ đưa lên kênh cho các bác luôn nhé và nếu như các bác quan tâm các bác mà muốn sử dụng cái dòng loa này thì gọi ngay về luôn cho em theo số điện thoại em ghi ở phía dưới màn hình các bác nhé đây một dòng loa DAE một thương hiệu khá là nổi tiếng luôn Một thương hiệu của Đức các bác nhá Cực kỳ là đẹp luôn Đấy các bác phải nhanh tay với chốt đơn thì mới có được cái số lượng hàng đẹp như vậy thì ngày hôm nay em gọi quay lên em nhá hàng cho các bác coi một xíu thôi thì trong quá trình sử dụng cũng như trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ không tránh những cái vấn đề sức sát như vậy thì bọn em sẽ gọi như là tút tát spa lại cho nó gọi như là đẹp nhất ở trên đẹp gọi như là có một cái cảm quan phía bên ngoài nhìn đẹp nhất để tông ra thị trường gửi tới các bác đó. Thì tất cả những sản phẩm của hàng bên em trên kênh Audio xb bảy hay là Nam Tép KTV đều có chính sách bảo hành 3 tháng một đổi một cho các bác nếu như lỗi sản phẩm từ bên em Và bao hay cho các bác từ 5 tới 7 ngày, các bác nghe thử luôn nhá rất là đẹp luôn Hiện tại thì em chưa có giá bán cụ thể, đấy em chưa có giá bán cụ thể Hứa hiện với các bác là sẽ ở một cái mức giá tốt nhất cho các bác luôn, đó tốt nhất cho các bác luôn Nên là các bác phải thử đón nhận và đợi những cái sản phẩm tiếp theo em sẽ lên sóng livestream trực tiếp cái lô này nếu như vệ sinh xong em sẽ lên sóng và em livestream cho các bác luôn Báo giá cụ thể cho các bác luôn và cho các bác coi trực tiếp những cái nội thất bên trong nó luôn Rồi thì em mới về em xếp vào kho nên là em không có đồ nghề để em thái cho các bác Và em sẽ mong là các bác sẽ đón nhận những cái video tiếp theo của em Và nếu như các bác thấy video này hay và ý nghĩa thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh Để em có những động lực ra những cái video tiếp theo để phục vụ cho các bác Vâng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ à?